Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với Sleep mình nói chuyện. Trong video này chúng ta sẽ cùng nhau làm một bài phân tích giống như các bạn đã nhìn thấy trên màn hình nhé. Bài này thì mình cũng có tham khảo một số cái ảnh trên internet vì mình thấy nó rất là hiệu quả nên quyết định làm video này. Và đây là một cái bài phân tích khu đất theo cái sơ đồ dạng vị trí. Để bắt đầu, các bạn sẽ tạo cho mình một cái trang trống như thế này theo cái diện tích các bạn mong muốn nhé. Sau đó chúng ta sẽ lấy cái ảnh map và cho vào cái vị trí giống như mình để ở đây, hoặc là tùy theo cái tỷ lệ mà mọi người muốn. Ở cái bài này thì mọi người thấy là mình có những cái đường lưới ô vuông đây này, để mình thể hiện cái tỷ lệ, cái kích thước của cái phần map ấy. Thì để tạo được cái lưới ô vuông này, mọi người sẽ vào cho mình phần menu file và tạo cho mình một cái file mới với kích thước là 1000 x 1000 pixel nhé. Create. Sau đó mọi người chọn Ctrl A này, Ctrl A để nó tạo vùng chọn, tạo cho mình một layer trống này. Sau đó vào menu Edit, chọn Stroke thì đây. Và cái thông số width mọi người để cho mình là 6 pixel. Cái màu thì cho giúp mình là màu đen nhé, màu đen như thế này đó. Để như thế inside nhé, ok. Sau đó Ctrl D bỏ vòng chọn đi và ẩn cho mình cái layer background đi, thì lúc đấy chúng ta được một cái phần viền vuông như thế này. Tiếp đến mọi người vào menu Edit và chọn Define Pattern. Và mọi người sẽ đặt tên cho mình cái pattern, ở đây mình sẽ để mặc định là pattern 5 nhé. Ok này, sau đó đóng file đi. Rồi bây giờ quay trở lại cái bài chúng ta đang làm việc. Thì sau khi mọi người tạo cái bước pattern như vừa rồi, mọi người có thể vào cho mình cái phần adjustment phía bên dưới này và chọn pattern từ đây. Thì lúc này cái bảng tùy chỉnh pattern nó sẽ hiện lên. Đó, mọi người thấy là nó sẽ mặc định chọn cái pattern cuối cùng nhé, là cái pattern 5. Mọi người thể sổ ra và chọn cái cuối cùng đây, pattern 5 này. Và cái scale thì mình sẽ chỉnh, ví dụ trường hợp này thì mọi người sẽ chỉnh đến cái mức nào mọi người thấy phù hợp theo cái tỷ lệ bài. Ví dụ bài này thì mình có thể để khoảng 20%, nó sẽ nhỏ lại và nó cho chúng ta cái lưới vuông như thế này. Đó, lưới vuông. Mọi người cứ xem lưới vuông bao nhiêu phù hợp thì điều chỉnh cái tỷ lệ scale nhé, không nhất định phải là 20. Sau đó bấm ok này. Rồi, đến đây là mình đã có cái lưới rồi. Đó, có cái lưới rồi như thế này. Trong một số trường hợp ấy thì cái bài của mọi người nó sẽ có cái độ phân giải nó to nhỏ khác nhau. Thì ở cái bước tạo pattern vừa rồi mọi người có thể để 6 pixel hoặc là nhiều hơn hoặc ít hơn. Tùy nhá, nếu mọi người tạo cái pattern này ra mà thấy cái nét này nó bị quá dày thì mọi người sẽ tạo lại cái ô vuông vừa nãy nhưng mà cái nét nó mảnh hơn, hoặc là cái nét này quá mảnh thì mọi người tạo lại ô vuông vừa nãy nhưng mà nét nó dày hơn nhá. Trường này của mình thì nó 6 pixel. Rồi, tiếp đến mọi người sẽ tạo cho mình một cái chọn cái ảnh map này, mọi người vào adjustment này, mọi người chọn solid color và đổ cái màu trắng ra. Đó. Tiếp đến sẽ giảm cái opacity của màu trắng này đến cái mức mọi người thấy là nó đủ nhìn. Ví dụ trong này mình để 80 này thì mọi người thấy nó mà mờ như này. Đó, 80 chính là cái mức opacity của cái phần nền bên ngoài này nhá. Nền bên ngoài này mọi người để cái mức nào mọi người thấy phù hợp. Đó, ở đây mình để 80 thì mình sẽ nhìn thấy phía dưới công trình của mình như thế này. Và cái công việc tiếp theo đó là mọi người sẽ tạo cho mình cái vùng chọn, những cái diện tích mà mọi người muốn nó hiện rõ trở lại. Trường hợp này thì của mình là cái diện tích đen đen đây này. Đó, cái diện tích đen đen này thì nó sẽ có công trình của mình và có các cái công trình mà mình muốn phân tích, muốn nói về nó. Đấy, thì mọi người tạo vùng chọn những cái vùng đối tượng như thế này. Thì để tạo vùng chọn, mọi người cứ zoom nhỏ và nhìn tổng thể. Lúc này thì nếu mọi người thấy cái nền trắng nó đậm quá mà nó không nhìn rõ thì mọi người cũng thể giảm cái nền trắng này xuống một chút. Đó, cứ giảm một chút nữa mình sẽ chỉnh lại sau. Ví dụ mọi người giảm xuống còn khoảng tầm 50 như thế này chẳng hạn, thì nếu mình chỉnh lại về 80 sau. Và mọi người sẽ dùng cho mình cái công cụ tạo vùng chọn Rectangular trên này. Đó, mọi người chọn cho mình từ chọn thêm này. Chọn thì chọn thêm. Và từ đây thì mọi người bắt đầu tạo cái diện tích vùng chọn giúp mình nhé. Ví dụ trong này thì mình sẽ tạo vùng chọn này. Click một cái mình giữ shift này. Giữ shift để nó tạo ra cái hình vuông. Đó, mình sẽ được cái hình vuông mình bám theo cái đường lưới như thế này. Đó, ví dụ trong này mình để khoảng tầm này, mình cho to một chút này. Đó, nhả chuột trước. Rồi nhả phím shift sau. Tương tự như vậy, mình lại chọn thêm các cái vùng chọn khác. Ở đây mình chọn thêm cái vùng phía trên này. Lại click này, giữ shift này, kéo này. Đó, vẽ shift vào để nó thành cái phần hình nối nhau. Mọi người nhớ chọn thì chọn thêm trên này nhé. Đó, sau đó mọi người cứ vẽ thôi, tương tự như vậy. Cứ vẽ này, sau đó giữ shift. Đó, ở đây mình đang vẽ theo trục đường. Vẽ này, giữ shift để nó thành hình vuông này. Đó, tương tự như vậy bên dưới này cũng thế này. Vẽ này, giữ shift này, thành hình vuông này. Vuông hoặc chữ nhật đều được nhé, không nhất định phải là vuông. Đại loại là chúng ta sẽ tạo ra các cái góc cạnh cần thiết. Ở đây mình sẽ vẽ một cái chữ nhật như thế này. Rồi bên này mình sẽ bo thêm cái diện tích
phía xa này. Đó, lúc này mọi người sẽ nhắm cho mình là đâu là cái diện tích mọi người muốn nói đến trong bài. Ở đây mình sẽ vẽ thêm cái đường này nữa này. Đó, sau khi mọi người thấy cái diện tích này đã đủ rồi thì mình sẽ trả lại opacity này 80 này. Đó, mình chọn vào layer mask này. Chọn vào layer mask của cái layer màu trắng nhá. Chọn edit, chọn fill này. Và mình đổ màu đen ra. Màu đen này. Ok. Thì lúc này cái diện tích đất của mình nó sẽ hiện trở lại. Nó là cái phần mà mình muốn nhấn mạnh ấy. Đó, mọi người Ctrl D bỏ chọn đi. Rồi, đến đây thì chúng ta sẽ có một số cái vấn đề mọi người sẽ cần phải can thiệp thêm. Thứ nhất là trong lúc tạo vùng chọn thì có thể nó sẽ bị lệch như thế này. Đó, mọi người thấy mình chọn lệch cái lưới này. Thì mọi người sẽ zoom lên giúp mình và tỉa thêm nhá. Tỉa thêm. Thứ ba, cái này nó có rất là nhiều cách làm. Tuy nhiên đây là một cái cách nó dễ theo nhất. Thành ra là mình nghĩ là mọi người tỉa lại một chút thì nó sẽ không có vấn đề gì cả. Chọn tạo vùng chọn này. Trường hợp này ví dụ chỗ này là nó đang thiếu ô vuông này. Thì mọi người thể zoom lên mọi người vẽ thêm như thế này. Đó, sau đó mọi người chọn lại vào layer mask này. Và trường hợp này thì mọi người sẽ đổ thêm giúp mình màu đen vào nhé. Để nó bổ sung thêm cái phần bị thiếu ở đây. Đó, mọi người có thể chọn chuột phải trực tiếp từ đây. Chọn fill này. Chuột phải này, fill này. Chọn màu đen này. Ok này. Đó, thì nó sẽ bổ sung thêm và nó sẽ khít với cái hình vuông như này. Tương tự như vậy, chỗ này là mình chọn quá, mình có thể bớt đi này. Đó, là do ngay từ ban đầu là mình tạo vùng chọn nó bị chờm. Còn nếu mọi người chọn tạo chính xác thì nó sẽ dễ hơn. Chuột phải này. Chọn fill này. Để bỏ đi thì mình sẽ chọn đổ màu trắng này. Ok, đó, cái này nếu bạn nào mà nắm được cái nguyên lý hoạt động của layer mask này thì nó sẽ dễ xử lý hơn. Đó, tương tự như vậy mọi người sẽ sửa lại một chút nhé. Sửa lại một chút để nó hoàn hảo hơn. Rồi, đến đây thì cơ bản là mình đã có cái diện tích mình muốn show ra rồi. Thì mình sẽ xử lý một chút cái phần đường lưới để nó mềm mại hơn. Trong này mọi người thấy cái lưới bên trong cái khung nhìn của mình này này thì nó là lưới màu trắng. Lưới bên ngoài thì nó là lưới màu đen. Đó, thì để giải quyết cái trường hợp này mọi người sẽ tìm đến cho mình cái layer lưới đây này. Đó, layer lưới đây. Ở đây mình có lưới màu đen rồi nhé. Mình có thể ráo opacity xuống này. Để cho nó mờ hơn. Vì cho nên mình sẽ để khoảng tầm 40 thôi. Sau đó mình nhân cái layer này lên. Ấn Ctrl Z. Ctrl Z này. Mọi người chọn Adjustment này. Select Color. Chọn màu trắng cho mình. Sau đó chọn chuột phải. Chọn Clear Clipping Mask. Để nó clipping xuống và nó tạo thành cái lưới trắng như thế này. Đó, đây mình có lưới trắng này. Ở layer lưới trắng này thì mình có thể tăng opacity lên một chút để nó trắng hơn. Đó, trắng đến mức mọi người thấy nó đủ nhá. Rồi, đến đây thì mọi người sẽ chọn cho mình cái layer mask của cái phần màu nền trắng này. Mọi người giữ an, mọi người kéo lên trên cái phần lưới trắng này giúp mình. Giữ an kéo thả vào đây. Thả vào layer mask của cái phần lưới trắng vừa tạo. Mọi người chọn replace. Và ấn cho mình Ctrl Y ngắn vào đây. Và layer mask này, Ctrl Y ngắn này. Đó, thì chúng ta sẽ được cái phần lưới trắng ở bên trong như thế này. Đó, lưới đen ở bên ngoài như thế này. Đó, trắng bên trong, đen bên ngoài. Rồi tiếp đến là cái màu, thì cái bài này mình dùng màu đen trắng. Thế nên mình sẽ chọn cái layer mask này. Sau đó mình chọn adjustment. Chọn black white. Đó, để mình chuyển cái ảnh của mình về đen trắng như thế này. Rồi tiếp đến thì mình sẽ xử lý cái phần bên dưới này. Mình không muốn cái lưới nó hiển thị phần bên dưới này. Đó, thì mình có thể dùng cái rectangular này. Mình tạo một cái vùng chọn bên dưới này. Tạo vùng chọn này. Adjustment này. Select color mình đổ màu trắng ra. Đó. Thì nó che đi cái lưới. Đặt layer lên trên cái layer lưới đen nhé. Hoặc trên cùng nhé. Thì nó che đi như thế này. Rồi. Như vậy là mình đã có được các cái diện tích muốn show ra. Tiếp đến thì mình sẽ thể hiện các cái vị trí quan trọng bằng cái ô vuông màu cam như này. Đó. Thì để thể hiện các cái vị trí quan trọng mọi người có thể dùng rectangle tool từ dưới này. Mọi người cho phần shop màu, một cái màu ví dụ đây mình cho màu cam này. Độ rời shop mình cho bằng 10 trước này. Rồi cái phần nét thì mình cho nét liền. Thì chọn là shape nhé. Rồi mình giữ shift mình vẽ ra. Shift vẽ ra. Giữ cách để di chuyển như thế này. Đó, mình sẽ vẽ to bằng 4 ô vuông trước. Đó, hôm nay thì mình sẽ cho độ dày xuống bằng 5 thôi. Và cái phần fill thì mình cũng sẽ cho màu cam luôn. Và trong cái mục view bên này thì mình sẽ giảm một chút để cho nó trong suốt một chút như thế này. Đó. Và cái màu thì mọi người có thể tùy chỉnh nhá. Nó không nhất định phải là màu cam, nó có thể là màu xanh rồi màu đỏ rồi bất kỳ cái màu nhấn nào mọi người muốn. Cho nên mình sẽ cho nó hơi đỏ một chút. Cam đỏ một chút giống như bài mẫu. Rồi,
cam đỏ một chút như thế này. Phần fill thì mình cũng sẽ cho cam đỏ này. Đó, như vậy là mình được cái khối vuông đầu tiên, mình sẽ đặt vào đúng vị trí tâm. Đó, cho nhiều tên một chút cho nó bằng này. Rồi mình được một cái vị trí là cái khối tâm giữa của cái dự án của mình ở vị trí này. Sau đó mình có thể dự án mình kéo ra, crop ra các cái vị trí lân cận. Ở đây mình sẽ có một cái ship mình cho nhỏ lại này. Một cái vị trí ở đây. Rồi mình dự án crop ra, các hình vuông khác thì mình cho to bằng nhau thôi. Mọi người dự án crop ra cho đến khi hết các cái vị trí mọi người muốn phân tích nhá. Rồi sau khi có được các cái vị trí điểm nhấn này thì mình cũng sẽ nốt thêm cho nó bằng cái thứ tự số nhé. Thứ tự số mình chọn thì chọn text này, mình vẽ ra số 1 này, to lên này. Cái màu thì mình sẽ cho cái màu cam giống như cái nét ở đây. Đó, ở đây mình có số 1 là cái vị trí 1. Tí nữa thì mình sẽ nốt số 1, 2, 3, 4 nó sẽ là gì. Và đây thì mình sẽ có cái địa điểm số 2. Tương tự như vậy mọi người sẽ thêm các địa điểm khác. Rồi, như vậy là mình đã nốt các cái vị trí này bằng số rồi. Tiếp đến thì mình sẽ thể hiện một cái phần bán kính từ tâm này đến các cái địa điểm này theo hình tròn. Nó sẽ thể hiện là khoảng bao xa. Đó, khoảng bao xa thì mình sẽ dùng cái công cụ Ellipse Tool phía bên dưới này. Mình zoom lên và mình chỉ chuột vào giữa tâm đây nhá. Mọi người vẽ này. Sau đó giữ shift này, giữ thêm an này, đó thì nó sẽ đồng tâm chạy ra như thế này. Và mình sẽ dừng lại nó ở khoảng tầm này trước này. Đến đây. Sau đó nhả chuột trước, nhả shift sau. Đó, và từ đây thì mình có thể cho nó xuống tầm bằng 7 thôi. Và cái màu thì mình sẽ cho màu ghi trong trường này. Đó, mình muốn copy thêm cái đường này thì mình sẽ ấn Ctrl Z. Ctrl Z này, sau đó dùng Ctrl T. Mọi người giữ an, giữ shift và cho nó rộng ra đến cái vị trí mọi người muốn thì mình sẽ cho nó rộng ra đến hết vị trí này. Đó là cái khoảng cách đến những cái tiện ích ở phía xa. Đó, những tiện ích phía xa. Rồi tiếp đến thì mình sẽ thể hiện một chút cái nét đứt từ tâm. Đó, cái tâm này thì mình có thể thêm dấu cộng cho nó, dùng công cụ text thôi. Rồi mọi người gõ dấu cộng ra. Màu thì có thể cho cái màu ghi trắng như thế này. Và đặt vào vị trí tâm này. Ctrl T, mọi người cho to lên một chút. Đó, mình có cái tâm là cái vị trí dự án đây. Và sau đó mình sẽ dùng cái công cụ pen với dạng shape nhé. Chọn từ tâm này, giữ shift để nó tạo thành cái góc 45 độ. Và mọi người vẽ lên trên cái góc trên này. Click đây. Đó, thực ra nó sẽ ở khoảng vị trí này. Đó, dài một chút nữa. Rồi, sau đó thì mình sẽ cho độ dày nó xuống một chút, khoảng tầm 8 thôi. Màu thì là màu trắng và nét là nét đớt. Đó, opacity mình sẽ giảm một chút. Đó, để nó đủ nhìn thôi. Trong này có thể độ dày mình cũng sẽ giảm một chút. Và bên này thì mình cũng sẽ thêm một cái phần bán kính nhỏ cũng bằng cái cách vừa rồi. Chọn pen này, tạo layer trống này, từ tâm này, chữ shift này, chạy về đây. Đó, độ dày cũng bằng 8, màu cũng như vừa rồi. Nét đớt này, opacity cũng là 60. Đó, như vậy là mình thể hiện hai cái khoảng cách sang hai vị trí. Tiếp đến thì mình sẽ thể hiện cái đường này nó rõ lên một chút. Ở đây mọi người thấy mình có cái nét đường này. Đó, thì để thể hiện đường mình cũng dùng công cụ pen thôi, dạng shape nhé. Đó, mình cứ vẽ cái đường ra trước này, chạy từ bên dưới này, tạo layer trống trước nhé, chạy từ đây, click kéo cong này, click kéo cong này, chạy hết lên trên này, dừng lại ở đây, enter này. Và mình sẽ cho cái độ dày lên khoảng 30. Màu thì là màu trắng này. Và opacity mình giảm đi một chút. Cho nên là cái trục đường. Và mình sẽ thêm hai cái điểm tròn hai đầu. Tạo layer mới tiếp này. Vẽ hình tròn này. Tô màu trắng này. Opacity cũng 70. Hai đầu để nó tránh cái trường hợp là cái đường mình nó bị cụt quá ở hai bên.
Đó, cái đường mà mình muốn nhấn mạnh ở khoảng này. Rồi, như vậy là cơ bản cái phần hình ảnh là mình đã thể hiện đủ rồi. Tiếp đến thì mình sẽ thêm một số cái văn bản chú thích nhé. Đó, văn bản là cái mà bắt buộc sẽ phải có trong các cái bài phân tích như thế này. Đầu tiên thì mình sẽ tạo một cái vùng chọn theo một cái ô vuông nhỏ. Đó. Mọi người chọn adjustment này, solid color, mình sẽ đổi cái màu ghi ra. Màu ghi này. Và mỗi cái ô vuông này mọi người sẽ xem là trong bài của mọi người nó sẽ là cái khoảng cách bao nhiêu, thì mọi người sẽ điền vào. Những trường hợp này của mình thì nó sẽ rơi vào khoảng 50 mét, thì mình sẽ điền như thế này, 50 mét này. Đó, để khi mà người xem, người ta nhìn, người ta sẽ biết được cái tỷ lệ bài mình nó sẽ khoảng như thế nào. Mình sẽ để nó có thể vào vị trí này luôn. Rồi tiếp đấy thì mình sẽ thêm cái tiêu đề, thì mình cũng lại tạo vùng chọn này. Mọi người tạo vùng chọn hoặc là dùng cái công cụ rectangle bên dưới này. Như trường này mình tạo vùng chọn cho nhanh. Đó, mình sẽ tạo một cái vùng khoảng như thế này. Adjustment này, solid color, mình cũng lấy màu ghi. Đó, ghi đen như thế này. Rồi mình thêm, mọi người đặt bên trong này thì mọi người sẽ đặt tên dự án, project. Đó, ví dụ như vậy, project name này. Rồi phía bên dưới mình có thể thêm một cái đoạn văn bản thể hiện cái thông tin diễn diễn giải một chút, thì mọi người chọn công cụ text này, sau đó mọi người vẽ ra một khối shape như thế này. Đó, có thể căn theo cái lưới dừng lại ở khoảng nào mọi người muốn nhé, ví dụ khoảng tầm này. Đó, và mọi người sẽ thêm văn bản vào đây. Trong này thì mình sẽ copy một cái đoạn văn bản mẫu thôi, thì sẽ có một cái đoạn văn bản mẫu như thế này. Cỡ mình cho nhỏ lại và cái nét mình chỉnh một chút cho phù hợp này. Đó, có thể căn vuông. Đó, ví dụ như vậy là mình thêm một cái đoạn văn bản để mình thể hiện thêm cái thông tin nhé. Và mọi người cũng tránh để cái chữ nó xuống cuối cùng như thế này nhé, chữ bold nó thể hiện cuối cùng như thế này, một chữ đơn lẻ thì mình sẽ kéo một chút. Đó, để nó lên cái dòng trên. Cuối cùng thì cái dòng cuối thường nó sẽ phải ít nhất là độ 3-4 chữ trở lên thì nó mới đẹp. Rồi, tiếp đến thì mình sẽ thể hiện cái phần các cái chú thích. Ở đây mọi người thấy mình có các cái chú thích này. Chú thích các cái vị trí 1, 2, 3, 4, 5, 6 nó sẽ gồm các cái thông tin gì. Đó, rồi mình thể hiện thêm các cái phần văn bản ở bên trong cái phần hình ảnh phía trên, ví dụ các tên của các cái phần đường chẳng hạn. Thì đây mình có thể copy cái phần này. Chọn cái chữ này, dự án copy ra này. Đó, đổi này. Tên đường này. Người cứ gõ chữ thôi. Đến cái đoạn văn bản này rồi thì nó sẽ phụ thuộc vào từng bài. Rồi tên, ở đây mình có cái sông chẳng hạn này. Đó, ví dụ như thế này. Rồi bên dưới này thì mình sẽ có các cái phần chú thích cho từng vị trí một. Thì để tạo các cái chú thích cho từng vị trí giống như bên dưới này. Đó, 1, 2, 4. Thì mình sẽ dùng cái công cụ rectangle đây. Mình giữ shift. Lúc này thì mình có thể cho to bằng 4 cái ô vuông này. Mọi người giữ an nhé. Trong lúc vẽ mọi người giữ an và giữ shift này. Đó. Giữ an, giữ shift nó sẽ bám theo cái góc trên như thế này. Nhả chuột, sau đó nhả hết. Trong trường này thì mình sẽ cho cái nét nó mảnh thôi. Và định dạng là định dạng nét đớt. Màu thì nó sẽ là cái màu ghi ghi kiểu này. Rồi, mình sẽ đổ màu luôn. Cho nó một cái màu bất kỳ, kiểu màu cam trước. Sau đó mình kéo xuống dưới vị trí này. Kéo đây. Rồi, bây giờ thì mình sẽ phải cho cái hình ảnh vào bên trong cái ô vuông này. Hình ảnh của cái các cái vị trí của mình ấy, thì mình sẽ mở các cái vị trí. Ví dụ đây mình có những cái phần project này. Đó, đây là hình ảnh mình muốn minh họa cho cái dự án. Ctrl A, Ctrl C này. Ctrl V mình dán ra này. Cho lên trên cùng, Ctrl V mình dán ra. Đó, để đây. Để ngay cạnh như thế này. Sau đó mọi người chọn chuột phải nhá. Chọn Create Clipping Mask. Vào ngay bên dưới là cái hình vuông vừa rồi, sau đó lúc này mọi người có thể chọn layer này và di chuyển này. Đó, nó chỉ thể hiện thị bên trong này thôi. Đó, lúc này mọi người cũng có thể dùng Ctrl T và cho to nhỏ lại. Enter này. Và để cái màu sang đen trắng thì mọi người chọn adjustment này. Chọn black white. Đó, và mọi người cũng chọn chuột phải và chọn create clipping mask. Clipping vào. Đó. Để hai cái layer này, một là cái layer ảnh này, hay là cái layer đen trắng này, nó clipping vào cái ô vuông và chúng ta sẽ có được kết quả như thế này. Đó. Tiếp đến thì mọi người sẽ cho mình cái văn bản
Mình sẽ copy luôn từ đây cũng được. Dự án kéo ra. Ví dụ vị trí 1 là gì? Của mình là dự án. Project này. Cho cái phông thường thôi. Đó, mọi người đặt bên dưới này hoặc đặt cả các vị trí mọi người thấy phù hợp. Đó, tương tự như vậy thì mọi người sẽ làm với các ô vuông khác. Tuy nhiên là sau khi mà đã có được một cái vị trí như thế này thì mọi người có thể đây mình kéo project lên trên này nhá, nó sẽ nằm trong khoảng gần nhau các layer này, mọi người để gần nhau nhá. Đây bốn layer này là gần nhau, mọi người chọn một này, giữ shift chọn đến layer cuối cùng thì mình được cả nhóm này, cả nhóm này. Sau đó mọi người thể dự án kéo ra thứ hai, lúc này mình sẽ đổi tên nên là hai hai thì mình có công viên chẳng hạn như thế này. Rồi bây giờ làm sao để thay cái hình ở giữa này thì mọi người tìm đến cho mình cái hình công viên này, Ctrl A Ctrl C này, mọi người cũng tìm đến cái hình ảnh ở cái ô vuông thứ hai nhé. Đây chính là nó đây này đó, mọi người chọn nó, sau đó mọi người ấn Ctrl V thì cái hình ảnh mọi người vừa paste ra nó sẽ nằm ngay trên và đè lên trên như thế này đó, đè lên trên và mọi người có thể dùng lệnh Ctrl T và cho nhỏ lại theo cái tỷ lệ phù hợp, dịch chuyển vị trí phù hợp, rồi ấn Enter thôi đó. Và layer bên dưới layer một copy này mọi người thể xóa đi, nó chính là cái layer của cái phần cũ mình mới copy thì mình xóa đi đó, mình ấn mình hiện cái ảnh vừa copy lên đó. Và tương tự như vậy mọi người lại chọn cái đoạn này, giữ shift này chọn cả cái đoạn này, cái đoạn này này đó, lại copy ra đó, copy ra, sau đó mọi người thay 3, 4 này, 5 này, 6 này đó. Sau đó mọi người lại tìm đến từng cụm và mọi người thay tên ở đây, rồi mọi người thay hình ở đây đó, thì chúng ta sẽ được 6 cái hình ảnh khác nhau. Ở đây thì mình sẽ chỉ làm mẫu như vậy thôi chứ mình không xử lý hết nhé. Rồi tiếp đến thì còn một vài cái đối tượng nho nhỏ nữa thôi, đó là đầu tiên là mọi người thấy là đây mình có một cái hình màu cam này này, cái này thực ra nó là cái hình khối của cái khu đất của mình thôi, hình khối của dự án thì mình tạo thêm để nó làm một cái điểm nhấn. Hình khối dự án đây này. Đó, hình khối dự án. Cái này thì tùy bài nó sẽ có cái hình khối khác nhau. Thế nên là mọi người cũng sẽ không cứng nhắc làm theo mình. Ví dụ trong trường hợp này thì mình cái khối hình của mình là hình chữ nhật bo góc. Tuy nhiên trong một số trường hợp khác thì hình khối của mọi người nó sẽ là cái hình zigzag hơn, thì mọi người có thể chọn, mọi người dùng cái công cụ này này, công cụ polygon này. Đây mình sẽ chọn theo một cái khu đất khác để nó thực tế hơn. Ví dụ đây là khu đất mà mọi người sẽ phân tích này. Thì mọi người sẽ chọn hình khối như thế này. Đó, tạo vùng chọn này, sau đó chọn adjustment này, đó, mình chọn lên trên cùng trước nhá, adjustment này, select color này, mình lấy màu cam này, đó thì đây mới chính là cái hình ảnh khu đất mà sau này mọi người sẽ có. Thì lúc này mọi người có thể đặt cái layer này vào bất kỳ đâu, mọi người có thể cho to nhỏ ra cũng được. Ví dụ mình đặt ở dưới này, mình kéo nó xuống cái phần project name, đó, nó tận ở bên dưới này, đây mình để đây chẳng hạn, đó thì mọi người thấy là mình sẽ có được một hình gọi là cái điểm nhấn cho cái hình khối của khu đất của mình nó sẽ trông như thế nào. Thế thì mọi người có thể tạo bằng cái cách đấy nhé. Và phía bên ngoài cùng này thì mình có cái phần này là phần trang, thì nó cũng chỉ là cái nền và cái phần số trang thôi. Đó, bên trên này thì mình có cái phần vị trí, thì nó cũng chỉ là một cái nền màu cộng cái phần chữ đèn trên thôi, thì mình cũng không có thực hiện nữa. Mọi người làm nó tương tự như cái phần tựa đề ở đây này. Đó, tương tự như tựa đề ở đây. Và phía bên ngoài này thì mình có một cái location web là mình thể hiện cái tương quan vị trí của khu đất đến cái phần các cái tiện ích xung quanh là như thế nào, thì mọi người có thể tạo bằng cái cách như sau. Mọi người zoom lên cái khoảng này. Đó, mọi người lên trên cùng này, tạo cho mình một layer trống. Rồi dùng cho mình cái công cụ Brush Tool, trong này thì mình dùng Brush Tool. Đây, Brush Tool. Chuột phải mọi người chọn đầu bút tròn, cơ bản thôi, không cần phức tạp. Cho to ra. Dùng phím bấm màu vuông để cho to đầu bút nhé. Nhớ là tắt Unikey. Tích này mọi người thấy mình có một cái điểm tròn này, giữa tâm này. Đó, sau đó mình sẽ cho, mình ấn phím mở màu vuông mình cho nhỏ lại như này. Hoặc là chuột phải mọi người điều chỉnh size từ đây. Mình sẽ tích vào các cái điểm này. Đó, đây là các cái vị trí lân cận mà mình sẽ có. Tích đây. Rồi, sau đó mình sẽ dịch chuyển nó xuống bên dưới góc. Ctrl T cho nhỏ lại, nhỏ hoặc to hoặc là giữ nguyên tùy mọi người, tùy từng bài nhé. Trong này thì mình sẽ cho nó bé lại. Sau đó thì mình sẽ lại dùng Brush Tool, tính tắt là B, mình cho nó nhỏ lại.
Vẽ thử xem vừa chưa. Chưa vừa thì Ctrl Z lại, chắc bằng 4 hoặc bằng 3. Đó, như thế này. Rồi mọi người click vào tâm, giữ shift, click vào tâm hình tròn nhỏ. Và sau đó lại click vào tâm này, giữ shift, click vào tâm hình tròn nhỏ. Click vào tâm này, giữ shift, click vào tâm hình tròn nhỏ. Click vào tâm này, giữ shift, click vào tâm hình tròn. Click vào tâm này, giữ shift, click. Sau đó giữ shift, click vào đây. Đó, như vậy thì mình sẽ được một cái mạng lưới về vị trí, từ vị trí dự án đến các vị trí xung quanh như thế này, để thể hiện cái tương quan khoảng cách. Đó, nó sẽ rõ ràng hơn là khi mà chúng ta xem trên cái nền này. Sau đó mọi người có thể thêm một số cái thông tin. Đó, và tương tự như bài của mình thì mọi người cũng có thể lấy cái hình ảnh khu đất mọi người cho vào đây. Đó, như thế này thì nó sẽ rõ ràng hơn. Đó, và mọi người có thể thêm các cái văn bản, thậm chí văn bản đây. Một các vị trí này mình sẽ không cần thiết, cái này nó thể hiện cái tương quan thôi. Còn khi mà chúng ta nhìn trên này thì nó cũng đã rất là rõ ràng rồi. Rồi, thì đấy là cái phần mà mọi người có thể thể hiện để làm một cái bài phân tích tương tự như là cái bài mà mình đang xử lý trên màn hình đây. Ngoài ra thì bài này mọi người thấy mình còn có một số cái nét nữa, thì đây nó chỉ là cái nét viền thôi. Mọi người vẽ thêm bằng brush tool. Rồi cái viền này màu trắng này, nó cũng là cái border rất là hay. Mọi người cũng có thể tạo cái viền trắng này, cái viền trắng xung quanh này này. Đó, tạo viền trắng. Thì nếu tạo viền trắng thì mọi người cũng có thể dùng cho mình cái công cụ rectangle này. Mọi người bo lại, bo cái diện tích bên này. Đó, bo, mọi người bo đúng bằng một ô vuông nhé, như thế này. Đó, sau đó có thể cho nó cái phần màu trắng. Cái này thì có nhiều cách làm lắm, dùng chốc cũng được. Đây là một cái cách cơ bản nhất thôi, nó dễ xử lý, dễ theo thôi. Sau đó mọi người giữ an, mọi người copy sang bên này. Đó, sau đó lại giữ an, copy lên trên, dùng Ctrl T này, chuột phải xoay 90 độ và kéo lên trên. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi, không cần xử lý phức tạp. Đó, dừng lại ở đây. Đó, như vậy là mình đã có cái phần viền trắng. Thì mọi người thấy khi mình có cái viền trắng xung quanh ấy, thì nhìn cái ảnh của mình nó sẽ được tập trung hơn, và nó không có bị tràn lề quá, nó không bị cảm giác nó bị rối bài. Rồi, như vậy là chúng ta đã xử lý xong cái bài phân tích này rồi. Và video thì mọi người thấy có thể nó sẽ hơi lâu, tuy nhiên là khi mọi người làm và nắm được công cụ rồi thì mọi người sẽ xử lý nó rất là nhanh, chắc chỉ trong khoảng tầm 10 phút thôi, là 10-15 phút là chúng ta đã có thể xử lý xong cái bài này rồi. Với các bạn muốn tìm hiểu nhiều hơn về cái quá trình hậu kỳ Photoshop, kiến trúc cũng như là nội thất, thì có thể tham khảo một số cái phần thông tin dưới phần mô tả mình để về khóa học nhé. Và vậy là xong rồi. Mình là Sinh đến từ Switch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé.